Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Tôi lại quay trở lại với anh em ở đây. Rồi ôi. Trứng à, cái quán nào mình cho trứng vào đây nhỉ? Đây, trứng phải để bên này. Trứng nó không phải là cây cối anh em ạ. Đấy. Mà chúng ta làm gì nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi anh em ạ. Hôm nay đúng rồi, từ từ tôi phải khoe với anh em một chút á, nhưng mà trời tối à? Trời tối thì chó gai cấn đấy các bạn. Từ từ cho tôi nhảy cái, sói tôi sẽ khoe với anh em một thứ. 1 2 3. Ok. Đây này, này. Vừa nãy tôi đã vào và tôi nhảy trước một chút thì ôi. Sao nó có pháp sư ở đây này? Tránh nhá. Mẹ. Thôi. Thằng mất dạy. Mày. Nó có cái thuốc hồi máu đây anh em ạ. Thế nên là nó hồi một đống máu. Thế nên là tôi mới phải bắn nó một đống như vậy đấy. Mong là đừng có lùi vào con creeper nhá. Phép thuật đâu. Đấy. Đây là ai ga mày. Tôi nhớ là tôi có nhốt một thằng zombie ở trong này mà. Thằng zombie đấy nó hài lắm anh em ạ. Thằng zombie đấy nó là một cái thằng thằng zombie đấy nó là một thằng thằng zombie dân anh em ạ. Thì kiểu là trước nay là thằng làm dân đấy. Nhưng mà tôi không hiểu sao cái người đó thì lại màu xanh lè anh em ạ. Nó hài lắm. Nó trông như húc ấy. Nên là tôi nhốt lại đấy. Nhưng mà không hiểu sao cái trường bò của mình đấy anh em này. À, đây trường thú. Ok anh em, thôi thì cứ để trời tối và trời mưa đi cho gay cấn đúng không? Thứ rất thích buổi đêm anh em ạ. À, thì đầu tiên là hôm nay thật sự là tôi tính chế cái thuốc để tôi chữa cho cái thằng đấy, nhưng mà không có rồi. Vậy thì có vẻ chắc là không chữa được, phải buồn nhỉ. Tôi sẽ chế ok. Tôi chế thuốc chống lửa anh em ạ. Tập hôm nay là chúng ta mang xương về từ rồi. Tập hôm nay là chúng ta mang xương trở về từ địa ngục mà đúng không? Hả chà, láo thật. Chả lẽ tôi ra tôi bắn cho nó phát. Thuốc chống lửa chế nào ấy nhở? Theo tôi nhớ là mình cần cái magma cream anh các bạn. Đây à, tất nhiên là cần. Ái chà, cái gì anh tính làm gì? Hải mất dạy này, nó dám đứng nó nhìn tôi chứ. Chúng ta cho cái nether quad này vào trước này. À, nó sẽ trở thành cái awkward potion. Iron boot. Đấy, ok. Sau chúng ta sẽ cho magma cream. Đúng rồi. Không biết là nó có đúng là nó chế ra thuốc kháng lửa không. Tôi mong là đúng. Tôi mong là tôi nhớ đúng. Đấy, sắp xong rồi. Ái à, sáng nhờ. Đúng rồi cái mày. Cầm thêm cái đây rồi, cái đá đỏ. Ok. Đấy, chúng ta sẽ nâng cái hiệu lực của nó lên anh em ạ. 8 phút đấy. 8 phút để bơi trong biển lửa đấy anh em. Khung cảnh có đẹp không anh em á? Tôi làm cái thang là để mục tiêu là mục đích là để trèo lên đấy. Đẹp không anh em? Đấy. Quá đẹp. Tôi tính là tôi sẽ chữa cho một cái thằng dân nó bị ấy mà thì nếu mà mình mà gặp một thằng dân làng mà nó bị biến thành zombie
là mình có thể biến nó thành lại người được đấy anh em, khá là hay. Ok, xong rồi cắt ra nè, rương để đồ địa ngục của tôi đấy. Thịt xong ơi thôi không ngủ, cái này vào là đây chuyển qua cái này đi. Ok, Frost qua đây, cắt Crestone thế này, thuốc cầm điên này rồi. Anh em biết sao không? Bởi vì là mình đi trong địa ngục mà đúng không? Nên là khi mình uống cái thuốc này là mình kháng lực lửa đúng không? Nhưng mà chốc nữa nhỡ đâu khi mà tôi đang mang xương về chẳng may xương bị rơi xuống thì sao? Đúng không? Làm sao mà mình đưa cho xương uống được đúng không? Vậy nên là chúng ta phải thêm cái gunpowder vào anh em ạ. Để cái thuốc này thành cái thuốc mà chúng ta có thể ném được anh em ạ. À, là lúc ấy thì mình có thể ném cho xương được thì xương sẽ không có bị không bị cái gì thôi, không bị lửa sẽ không bị cháy đâu. Đấy thuốc ném rồi đấy, bây giờ là thành thuốc ném đấy, mình ấn chuột phải cái là mình ném anh em ạ, nên là phải cẩn thận cất lên đây ha, không vui đâu, chẳng may mà ném cái là phí đấy đúng không? Cất đi, cất nhầm rồi, nhầm rồi. Cất cất vào đây chứ. Ok, ở đây anh em ạ. Chúng ta bắt đầu đi qua để tìm xương nhá. Đi qua tìm xương à? Qua tìm xương qua thôi. Bây giờ mà muốn đi qua chỗ của xương thì à không 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 không, từ từ anh em ạ. Từ từ. Bởi vì là anh em có nhớ không? Xương ở trên mặt đất đúng không? Đúng không? Xương ở trên mặt đất mà cái cổng ở cái lâu đài của mình là nó ở dưới cái lâu đài cơ mà, bây giờ làm sao mình đưa xương xuống được dưới cái lâu đài đúng không? Mình muốn đưa vậy là nó rất là khó, vậy nên là tôi sẽ làm một cái cổng ở ngay cái chỗ của xương ở anh em ạ. Đó, ta xuống đây chúng ta đào luôn để chúng ta làm luôn một cái cổng ở cái chỗ mà xương ở. Đây, từ từ. À, chặn cái nước ạ. Ê, ok. À, chúng ta sẽ làm cái cổng ở ngay chỗ xương ở, sau đó thì tôi đưa xương vào chỗ cái cổng đấy và tôi sẽ đó. Đào cái này cũng nhanh mà trước là mình có bao nhiêu cục ta? Mình có 3 4 cục kìa rồi đúng không? À, chặt đi nào. Rồi. Đây này. Hình như là trước là tôi có 3 cục là tôi đào được, mình cần tổng. Ôi, cái gì đấy? Tôi bị kẹt vào đây rồi. Tôi cứ nghĩ là tôi chết rồi. Suýt tí nữa tôi tính lôi thuốc kháng lửa ra để tôi ném đấy. Trời ơi, nó chôn mình chưa kìa. May tôi thông minh anh em ạ. Có ai thông minh bằng tôi không ấy chứ. Rồi. Ghét lava quá anh em ạ. Rồi. Cho xin số nước. Rồi. Bơi thần tốc anh em ạ. Ấy. Rồi, bị kẹt. Hả? Bây giờ tôi sẽ chạy vào địa ngục và tôi đi qua chỗ chỗ của xương. Chắc là xương nhớ tôi lắm, chắc là xương lạnh lẽo lắm. Khổ thân. Khổ thân, trời vẫn mưa cơ. Đá obsidian là trước là mình cắt đâu ta? Đây này, à, 3 cục. Nhưng mà mình cần 8 cục cả đủ đúng không? Thứ cần mình cho chắc anh em ạ. Cần thêm cả đánh lửa nữa. À, cái đánh lửa đấy như là mình để cái này rồi. À đúng rồi, cái Flint and Steel kìa đúng rồi. Đi thôi anh em này. Bây giờ tôi băng qua địa ngục để tới chỗ xương. Đợi anh nhá xương nhá. Đợi anh xương nhá. Tới với em đây. Thấy con kia tránh nhá. Tôi vẫn nhớ cái đường là mình đi cái đường này. Trời ơi, con này mày nhảy đi, mày nhảy đi.
Néo ra nha bạn, kệ đi. Cực kỳ là nhanh khi mình đi đi trong này anh em nhé, và cũng cực kỳ là nhanh để mình đi lên thiên đàng khi mình đi trong này. Có đúng cái đường nào không nhỉ? Hình như là đúng anh em ạ, tôi nhớ mình trèo vào đây sao ấy. Mình trèo trên này sao ấy. Chó gát này. Thằng gát này. Mày bắn vào, mày bắn ai. Rồi ôi. Ờ, trước trước là tôi không có xây cái đường để tôi đi lên đây à? Được rồi, vậy vậy thì tôi sẽ tự tạo cái đường này. Tôi ấn chuột một phát là nó đào cái đấy luôn. Sẻng của mình giờ khỏe phết. Ấn phát đào luôn, khá nhanh. Ê, từ từ nào, đào chậm chậm thế nào. Để xây cái đường lên đây các bạn. Đây, ơ đây. Rồi. Đâu rồi, cái chỗ trước của mình đâu rồi. Cái này này. Tôi cắm đuốc ở đây này. Ui, từ từ nào. Xuống cái nào. Ok. Đường tới chỗ xương sao mà gian nan. Tôi đang tính không biết là khi nào tôi có nên xây thẳng một cái đường mà nối từ thẳng cái cổng nối chéo qua tận cái cổng của mình không nhỉ. Xây vậy là khá kỳ công đấy các bạn, để tôi tính toán thử làm sao, biết đâu tương lai mình đủ điên để làm như vậy. Nói chung là bây giờ tôi đi trong địa ngục tôi chả sợ quá luôn đấy, thật quá quen. Mình thế này là mình gọi là còn khỏe chán đấy chứ mà. Cái lúc mà sinh tồn trong địa ngục mình chả có một cái đồ quái luôn. Lại là mấy con nhỏ nhảy này. Skeleton. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Cái cổng trước của mình ở đâu ấy nhở. Đây này, vậy khá gần đây thôi anh em ạ. Kia rồi á. Ho. Anh em ơi, tôi nhảy tốt không? Nè, tôi thể hiện skill cho anh em này. Ô, nhầm. May là không sao anh em ạ. Đi về gặp xương cũng chết cha. Từ từ á. Thế này chốc quá xương xương đi qua kiểu gì ta? À, không sao anh em ạ. Chừng mà chốc nữa là mình sẽ có cách thôi. Rồi, úi rồi. Đi gặp anh lợn cái nhở? Anh lợn này tôi sẽ đặt là anh gì nhỉ? Anh gì anh em ơi? Anh Hiển. Anh Hiển anh em ơi. Anh Hiển đấy. Ơ, sao anh Hiển của tôi đâu rồi? Sao anh Hiển của tôi, anh đi đâu rồi anh em ạ? Anh Hiển đấy. Anh đâu rồi? Thế là có khi nào thì anh bơi ra ngoài để anh chơi với các bạn cá được không? Anh Hiển đấy. Ủa, từ từ. Ơ, ờ, vì sao nó không hiện cái đường đạn nó của cái bọn này nhỉ? Nó bị lag à? Không thấy anh Hiển đâu rồi anh em ạ. Tôi bắt anh Hiển thật rồi anh em ạ. Mà tôi không biết là thế hay là anh đang bị lưu lạc ở đâu nhỉ? Không biết là anh có đang ở đâu đó trong cái lâu đài của mình không? Thì chắc là anh trốn tìm với tôi đấy. Kệ anh đi. Trẻ con lớn thì ai chứ trốn tìm đúng không? Tôi phải mang thêm hai cái shulker đi anh em ạ. Đấy. Bây giờ ấy là tôi sẽ phải bơi lên chỗ của xương anh em ạ. À. Bơi lên chỗ của baby xương của tôi. Đâu rồi? Xương. Anh tới với em đây. Tới với em đây. Anh đã để em một mình quá lâu rồi, anh xin lỗi. Tới với em ngay đây. Được rồi. Bọn cá chúng nó đang ngăn cản, nó không cho tôi tới với xương anh em ạ. Bọn mất dậy. Anh em thấy không? Không có điều gì có thể ngăn cản tôi tới xương. Xương. Em có nhớ anh không?
Có nhìn thấy anh đang tới chỗ em không? Sương. Ủa ơi, nếu mà anh em mà nhìn kỹ thì anh có thể thấy Sương nó khóc vì nhớ tôi kìa. Ôi trời ơi, đây là một trong những cảnh lãng mạn nhất trong 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 cái lịch sử tôi chơi game ấy anh em ạ. Sương ơi. Trời ơi, dạo này trông em béo tốt quá Sương ơi. Chào em. Trời ơi, trông Sương cứ nhìn tôi suốt kìa. Ui, trông thương kìa. Bây giờ có không quay ra để nhìn tôi luôn, chắc đang giận tôi rồi. Anh xin lỗi. Đi, anh đưa em về nhà. Ôi, tôi có không cho Sương đồ ăn nè. Thì ăn đi em. Nó có ăn thịt bò không? Ăn đi em ấy. Ơ, nó không ăn thì sao anh em ạ? Sương không ăn thịt bò. Đây từ từ á, tôi cho Sương vào trong này đã để tôi xây cái cổng đã. Đây rồi, Flynn rồi, đi. Đào hai cục. Sao nó cứng ấy? À rồi. Ok. Một pha xây gu người của tôi anh em ạ. Ok. Rồi. 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 Về nhà Sương nhá. Ông bà già đang đợi em. Cất cái Flynn đi. Nói chung là tất cả những cái đống đồ. Ơ chết cha rồi. Mình cầm cái Prismarine shot này này. Thì mình có thể ấy được đấy. Thì mình có thể làm cái đèn để mình sắp vào cái kia được đấy. Mà từ từ đã, để tôi vào trong này tôi xem thử sao đã. Nguy hiểm lắm. Tôi vào trước cái thám thính thử đã. Chứ không cho Sương vào luôn là nguy hiểm lắm. Cầu mong là mình đừng có. À, chỗ này quen quen nhở. À ui, ngon quá. Thì cái chỗ này chúng nó còn an toàn hơn cả chỗ vừa nãy của mình. Ui ngon quá. Con này láo láo, cút. Nào, mà nhảy đi. Cao thế. Bật cao thế. Giò khỏe anh các bạn. Mày. Này, xem này. Úi dồi ôi. Ôi, từ từ. Ôi, con nào đây? Úi dồi. Đẹp không anh em? Quá đẹp luôn đúng không? Ok các em ạ, tôi thấy an toàn đấy, tôi đã đưa Sương vào rồi. Thế nhưng mà từ từ đã, đằng sau này nó nguy hiểm này. Chung là chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Ôi, ui, vì sao tôi đặt cây cục này ở đây? Tôi bị ngáo rồi, tôi về thế thật đấy anh ạ. Tôi mất nhiều máu quá, hỏng hết cả giáp của tôi rồi. Ok. Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em rồi Sương ạ. Chúng ta cùng đi thôi Sương ạ. Thôi cho anh xin lại cái miếng thịt nhá, chứ không chốc lành hết đồ ăn. Đi thôi. Vào đi em. Ơ. Vào Sương đây. À hình như là phải cho Sương vào trước rồi thì mình mới được vào sau hay sao ấy. Đừng có mà đi. Cẩn thận đấy mày. Đấy, tôi sẽ vừa cưỡi Sương, tôi vừa bắn anh em ạ. Xem con gắt gục đi không. Đấy, cái này là đúng phim hồi xưa luôn này. Vừa cưỡi ngựa, vừa bắn nhau này. Chết cha rồi. Sương nó không tự đi lại được anh em ạ. Ủa ôi, thì sao mà chỗ này nhỏ thế. Đi cẩn thận Sương nhá. Đấy, tôi sẽ hết đường cho Sương rồi đấy. Thuốc ra anh em ạ, thuốc ra. Chốc chẳng may có gì chỉ còn đém được thuốc cho Sương em ạ. Dài vậy. Thuốc thì dài đấy. Đúng là thuốc anh em ạ. Thuốc ở ngoài đời cũng khá là dài, kiểu là có nhiều loại ấy. Hỏi viết được không? Chết chắc rồi. Bây giờ Sương làm sao mà cháu thang. Một pha ngu người tới từ tôi anh em ạ.
Sương ấy, em đứng yên đây nhá, để anh làm cái ấy cho em. Đứng yên cho em, không có đi lung tung nhá. Sảnh thần anh em ạ, sảnh thần đó. Lôi sảnh thần ta thì farm ngay cực nhanh. Đứng yên em nhá, Sương nhá. Sương, Sương đâu rồi? Nhòm nhòm xem bên dưới này có gì nguy hiểm không anh em ạ. Không có anh em ạ. Ok, tôi sẽ phải xây đường đi lên cho Sương. Đây, mình sẽ bắt đầu từ đây. Chắc là từ đây đủ này. Rồi, Sương vẫn an toàn. Ấy, ok. Rồi, rồi. Tôi sợ cái đường này nó bé quá thì không biết là Trúc Sơn có đi được không. Sơn đâu rồi? Anh kêu rồi. Ok các em ạ. Lò lắm. Sương hay đi lạc lắm chứ mà không như tôi. Sương không như chủ của nó anh em ạ. Tôi là tôi đi lúc nào là cũng chuẩn đường anh em ạ. Chưa kể chưa bao giờ có một pha nào mà lịch sử ghi nhận là tôi đi lạc. Anh em nhỉ? Nếu mà anh em thấy đúng thì anh em hãy comment nhá. Quá đúng. Rồi 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 rồi. Rồi xây bít chỗ này lại anh em ạ, chứ không chốc nó Sương đi, Sương tuột xuống ấy. Rồi, được chưa? Thử nhá. Sương ơi, đi Sương ơi. Đi Sương ơi. Đi. Cầu làm riêng cho Sương ấy. Đi thì đừng có mà chê nhá. Rồi. Giỏi lắm, giỏi quá anh em ạ. Đúng là ngựa của tôi. Từ từ. Từ từ chứ không Sương ngã đau anh ạ. Đây tôi nhớ là cổng mình là đi. Từ từ nào phải vừa đi vừa nhìn này. Chẳng may mà bên dưới nó có lava là đớp ấy luôn ấy. Là mình sẽ đớp shit. Đừng bắn ngựa của tao kia. Thằng Skeleton nó bắn xương của tôi anh em ơi. Xây đường, xây đường, xây đường, xây đường, xây đường. Cố lên nào. Cố lên. Không sao. Mày con này. Tránh. Rồi, chết rồi. Cẩn thận. Tôi sẽ không bao giờ tôi đưa Sương chạy địa ngục đâu anh em ơi, nó quá đáng sợ anh em ơi. Ui. Ui. Từ từ á, tôi cho Sương được vào trước đây anh em ạ. Vào đi em. Vào Sương ơi. Nó vào rồi. Chúng mày đừng có đánh tao, tao bực đây. Nó to quá. Ăn đã. Mày. Ui. Từ từ anh em ơi. Ghê quá. Thằng này. Rồi. Mày to với tao. Ồ. Ủa. Con nữa hả? Rồi chết rồi. Ghê quá anh em ạ. Sao mà đông thế? Ôi, nó đuổi tới tận đây luôn anh em ạ. Ôi, rồi. Cút. Ôi. Về rồi anh em ơi. Sương của tôi đâu? Sương vào Sương. Rồi. Anh yêu em Sương ơi. Anh yêu em khi mà em nó về an toàn. Rồi. Cái con tép riu này. Cút. Con nhện tép riu. Cút. Rồi.
Tránh tránh này nhá, con creeper thì nó không hề tép riu đâu anh ạ. Được rồi, đi ngủ đã. Hôm nay mày sẽ được ngủ với tao sớm ạ. Tao rất yêu mày. Anh rất yêu em sớm. Sớm, đi vào đây. Nằm ngủ với anh. Nhà của anh đấy, đấy. Nhà anh đẹp không? Đấy. Sương yêu của tôi. Sương thích lắm, đừng vào trong nhà ấm, Sương nhỉ. Tôi xem có gì không, tôi cho Sương ăn. Táo không Sương này? Ôi chết rồi. Ôi, thế mà tôi cứ tưởng là tôi nhắm thuốc vào rồi. Ăn táo không? Ô, táo. Ăn nhiều cho khỏe. À, cho ăn 10 quả táo đây các bạn. Thật lắm. Trông mặt là biết vui đây các bạn đấy. Trông vui lắm. Trông vui lắm. Cứ tí đồ anh các bạn, đợi tí. Vào trong địa ngục đúng là căng thẳng anh em ạ. Cắt thịt. Cái lúc đấy mình mà chết là đồ của mình là khả năng là nó bị mất đấy anh em ơi, bởi vì là nó sẽ bị rơi xuống cái ấy mà. Xương đẩy tôi lên hơi cao anh ạ, cho nên là tôi đi qua mấy cái chỗ hẹp hẹp tôi mất máu là bình thường mà. À còn này. Đừng bắn xương của tao, đừng bắn xương của tao. Đấy. Láo. Chủ cái cái xương cái các bạn. Đấy. Sương giới thiệu đây là nơi ở mới của tôi anh em ạ. À, Sương giới thiệu đây anh em. Anh cảm thấy sao? Ê. Rồi. Quá đẹp. Sương nhỉ. Để tôi cho Sương vào trong này. Sương nghe đi vào đi Sương này. Này Sương. Đào ra rồi thì đưa Sương vào. Đi Sương này. Con kia đừng vô đây đi. Láo. Mày sắp có bạn rồi mà mày lại muốn trốn à? Lấy cái ấy chặn nó vào anh em ạ. Rồi. Đối xử tốt với Sương của tao nhá. Mày nhớ không? Mày nhớ không? Cẩn thận. Nhớ ấy. Chết cha rồi, tụi này có thuốc à? Tao cấm mày làm gì Sương của tao, tao cấm mày có con. Mày có con giết mày. Chúng ta phải rắn mặt ngay anh em ạ. Không phải để nó làm chuyện bậy bạ với Sương được. Rồi. Rồi anh em ạ. Mía ơi. À hi 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 hi. Bây giờ anh em biết ta sẽ. Ôi mình nhìn cái chuồng mình nhìn cái chuồng của mình nó từ cái hướng này to phết anh em nhỉ. Sao mà mình nhìn cái ơ gì đấy. À ok. Sao không hiểu sao tôi nhìn cái chuồng của mình nó từ cái hướng này tôi khá là rộng để tôi lấy tí lúa lủng cái thứ cho bò ăn này. Rồi. Rồi. Cho bò ăn cho béo anh em ạ, chứ là mình yêu bò mà, mình nuôi bò thôi, chứ là mình không có giết bò đâu nhở. Rồi. Mình nuôi bởi vì là mình yêu bò mà. Tôi nuôi bò bởi vì Sương yêu bò anh em ạ. Đấy. Thì vừa nãy lúc mà đi trên địa ngục tôi không hiểu sao ấy, nhưng mà Sương bảo với tôi là khi mà Sương được về nhà là Sương rất là muốn được nhìn bò. Đấy. Sương rất là thích bò. Cứu ấy. Rồi. Cứu giờ lớn thế. Trong đám này con nào cũng là màu ấy, chỉ có mỗi một con cừu màu trắng ấy các bạn. Con nào cũng màu xám. Đấy. Đấy, ăn cho lớn nhé. Rồi. Bây giờ tôi sẽ khảm đồ cho anh em xem. Sẽ khảm đồ cho anh em xem. Thì anh em có nhìn thấy không? Cái thanh kiếm của mình này nó có cái Bane of Atropos. Này nó là cái mà tôi không thích cho lắm. Tại vì là nó không có được ổn cho lắm anh em ạ, thật. Kiểu là tôi thích một thanh kiếm mà nó mà kiểu là thế nào ta? Nói nào ta? Thanh kiếm mà nó có cái sharpness ấy, nó là cái sắc bén ấy, chứ mà cái bên của Atropos thì tôi không có thích cho lắm. Mà bây giờ mình khảm đồ thì mình khảm được cái gì?
Tôi chả có cái đồ kim cương nào mà còn mới. Thế hay là tôi xóa khảm đi nhỉ? Thế tôi xóa khảm đi nhá. Thì vì là tôi không có thích cái bên là bắt robot cho lắm anh em ạ. Để tôi xóa khảm đi nhá. Anh em nhá. Đây là thì anh em phải hiểu cái này, đó là cái Bane of Arthropods 5 anh kìa. Nó là cái hại đầu chân đốt. Cái đó là nó chỉ giúp anh em tăng dam khi mà anh em đánh với mấy cái con cá ở dưới nước, ở chỗ lâu đài ấy. Bởi vì là nó có nhiều chân ấy. Đó, rồi anh đánh con nhện nó cũng có nhiều chân. Anh em đánh mấy cái con nhỏ nhỏ ở chỗ cổng của em ấy, mấy con màu xám xám nhỏ nhỏ ấy cũng được tăng dam. Nhưng mà khi mà anh em đánh zombie đây là anh em đánh mấy thằng bình thường ấy thì nó sẽ không tăng dam đâu. Nhưng mà nếu mà anh em mà có cái khảm này này, khảm này này, đó, cái khảm sharpness này là cái sắc bén ấy, thì anh em có thể tăng dam trên tất cả mọi con luôn nhá. Là anh em đánh zombie dam anh em cũng khỏe hơn luôn, anh em đánh nhện cũng khỏe hơn luôn, mà anh em đánh dân thì cũng khỏe hơn luôn đó, tăng dam trên tất cả luôn. Thế nên là tôi muốn có cái khảm đấy cơ. Tôi sẽ xóa khảm này đi anh em ạ. Tôi rất là để tôi gửi lời tri ân đến cái này đã. Anh rất là cảm ơn em khi mà trước nay là em đã luôn đi cùng với anh, nhưng mà anh rất tiếc một điều là giờ là anh phải xóa khảm đi nên em chấp nhận em nhá. Đó. Đẹp không anh em? Ngầu nhờ. Quá đẹp. Đi xóa khảm thôi anh em ơi. Bây giờ muốn xóa khảm nó là mình cần phải có cái Grand Stone. Tôi cất thuốc á. Tôi không ngờ là cái chuyến đi của tôi lại thành công đến độ mà tôi không cần dùng thuốc luôn. Thế nhưng mà tôi suýt chết. Grand Stone à? Grand Stone mình để đâu ta? Để tôi đếm này là 1, 2, 3, 4, 5, 8 này. 8 là mình còn thiếu 7 cái nữa nhỉ. 7 cái mình đặt ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy à. Đây, đặt Grand Stone đấy đi anh ạ. Thôi. Đây đi, tôi đặt nó ngang ở tường vậy nó hơi ấy. Tôi đặt đấy, thằng này đó. Ok. Rồi. Tạm biệt em nhá. Tạm biệt em nhá. Anh yêu em. Nhưng mà ai không vứt em đi đâu, đừng lo. Ôi. Bây giờ nó thành thanh kiếm bình thường rồi đấy anh em. Cái này là một thanh kiếm bình thường ấy. Trông đẹp nhỉ. Trông màu đen đen này trông đẹp nhỉ. Khá là ngầu anh em nhỉ. Đẹp phết. Chụp ảnh cái anh em ạ. Ok. Thôi. Khảm mới thôi. Looting 1. What the. À. Tôi đã hoàn thành cái đống sách đâu. Tôi cứ tưởng là tôi đã được ăn looting 1 anh em ạ. Ôi. Đau tim ấy. Thật đau tim luôn đấy. Thật đau tim. Book mình có thật 22 quyển đấy. What. Đâu ra. Mà nhiều book thế. What. Đâu ra đấy. Trời cho à. Trời cho anh em ơi. What. Thế là trước đây là tôi từng đi đâu nhỉ? Tôi nhớ là thế hay là đống sách mà tôi lấy được trong cái mansion mà đúng không? Ngon quá. Ngon quá. 7 quyển ngon, đủ 7 quyển luôn. Đủ 7 quyển luôn anh em ạ. Cầu mong là mày cho tao cái gì ngon ngon đi, đừng có cho tao cái vớ vẩn nữa. 1 2 3 4 5 6 6 này. 7 ở đâu ta? 7 ở đâu ta? 7 ở đâu cho đẹp ta? 7 đâu cho đẹp ta nào? 7 ở đây cho đẹp. Rồi. Xem lên 30 chưa? Lên 30. Fire Aspect 2 à? Cũng ngon anh em ạ. Cái Fire Aspect này là mình có thể làm cháy đấy. Nó cũng ngon. Nó cũng ngon anh em ạ. Để tôi xem thử xem là mình có cái ngọc lưu ly không có rồi. Phải đi đào bên dưới cả, bởi vì tôi nhớ là bên dưới này là hình như là có ngọc đấy đấy. Xuống đào. Từ từ ấy, vì sao tôi cảm thấy tôi muốn đi sinh quá. Từ từ. Đào nốt cái ngọc đã sau đó đi sao. Đang máu quá. Anh zombie. Anh zombie. Tôi tính nhảy từ trên xuống xém chém cho nó ngầu nhưng mà xỉu thế các bạn. Quá gà mà. Có cái ngọc lưu ly không? Có cái ngọc màu xanh không?
Xung quanh đây có không? Ui, rồi dọa tôi à? Chỉ có cái ngọc đỏ anh em ạ. Chết cha rồi. À, em chào anh rồi. Trời may quá. Cẩn thận nào. Chứ mình có cái gì xây lên nào? Không có gì xây lên à? Dùng gỗ xây lên anh em ạ. Ôi, đặt cái đuốc. Rồi. Rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ, trong phút chốc tôi đã cứ nghĩ là ở đây nó không có. Ê ấy ấy. Gì đây? Xây gì mà phí gỗ thế? Chắn chắn nó lại ngào chứ không chốc nó rơi xuống lava. Rồi ôi, bao nhiêu? 4 cái rồi, ngon quá nhỉ. Ngon quá nhỉ. May là quốc của mình nó có fortune đấy anh em, cho nên là nâng cái số lượng lên, ngon quá. Nhiều cái, úi nó 54 rồi. Khảm tới chết luôn anh em, cái này mình khảm tới lúc mình chết luôn được ấy. Đào tí. Rồi. Vàng cũng quan trọng mà đúng không? Rồi, đi lên thôi anh em. Ôi, gì đấy? Hình như là thằng skeleton nào hết nó bắn tôi ấy. Láo thật. Nó dám bắn chủ nhân của nó anh ạ. Tôi khảm xong cái xong tôi đi tè anh ạ. Tôi mong là tôi khảm được cái khảm ngon để tôi có thể đi vệ sinh cho thoải mái. Ngủ cái anh em ạ. Mình ngủ cái rồi mình cầu mong là ngày mai là mình có thể khảm được một cái khảm ngon. Cầu trời cầu Phật. Làm ơn nhá. Nói anh em ạ. Tôi mong là nó ra được 3-4 khảm nó giống như hồi trước. Anh em cầu mong với tôi nha. Được 3 khảm luôn anh em ơi. Ngon quá. Fire Aspect 2 này, cái này là làm để mình làm cháy này. Cái looting 3 kia là nó cũng giống cái fortune ấy. Đây là cái fortune này này. Đó. Cái looting 3 này là nó sẽ giúp cho mình kiểu là mình chấm bò cái thứ là bình thường là ra 1 thịt đúng không? Nhưng mà mình chấm bò bằng cái looting 3 này là mình có thể ra được 3 thịt. Và cái unbreaking 3 kia là nó chậm hỏng đấy anh em ạ. Ngon quá. Rồi từ từ á, tôi muốn đi vệ sinh quá anh em ạ. Từ từ á. Dừng nhá. Từ từ. Xong rồi tôi quay lại với anh em nhá. Ok anh em ơi, xong rồi. Xong rồi anh em ạ. Rồi. Thoải mái dễ chịu. Ok anh em ạ. Rồi. Ôi giời. Thành kiếm tuyệt quá nhờ. Để chốc tôi test thử vào mấy em bò này các bạn. Trời sáng à, ok. Cất mía mục cái thứ này. Vàng à. Vàng với ấy à, thôi cứ cất đi đã. Ơ, cái quái này mà tôi cất thịt zombie vào đây anh em. Vào đây chứ, rồi. Đá này. Từ tôi cất xong rồi tôi ra tôi thử với mấy em bò này các bạn. Ý tôi là tôi thử cho mấy em bò ăn đấy mà. Chứ mà không có gì đâu. Mấy em đừng có sợ. Rồi. Lúa à? Cất lúa. À ừ, nếu mang lúa ra cho mấy em ăn chứ. Đấy, tôi qua thử ấy. Kìa, xương à? Xem làm gì đấy xương? À, bạn của xương em ạ. Đây bạn của xương. Sưng con kia mà. Sưng yêu. Tôi thấy chú cũng chơi con anh ạ. May mắn. Con này mất dạy. À, chồng nó ăn đây anh em ạ. Đấy. Chúng là trước khi mình làm cái điều đó có tội với bọn nó là mình phải cho chúng nó ăn đó. Kiểu là bữa ăn cuối cùng ấy. Đó, kiểu thế. Đấy. Chơi nhau đi các em này. Rồi. Anh xin lỗi nhá. Nhưng mà trước tiên thì các em phải hiểu là các em mà có sống ấy mà các em cứ đi đi lại suốt ngày này ấy,
thì các em cũng không có đóng góp gì cho đời đâu. Nên bây giờ mà các em có phải các em hy sinh thịt cho anh đúng không? Đấy, và anh sẽ dùng thịt của các em để có thể giết được những con trùng đấy. Đấy, thì các em đã sống một cuộc sống có nghĩa các em ạ. Nên là các em phải chấp nhận các em nhá. Chấp nhận nhá. Ủa, một phát mà lên 6 cái thịt luôn đấy anh em. Bởi vì là nó có cái khảm looting 3 đấy anh em. Ôi ôi, không sao đâu em ạ, không đau đâu. Lại được 6 cái nữa. Nhanh thôi các em ạ, nhanh thôi, không đau đâu. Đóng cửa vào. Rồi. Trời ơi, 23 thịt. Ơ, vào cho các em ơi. Đừng làm cái bực các em ơi. Vào hết đây các em ơi. Ok, ngoan, ngoan lắm. Để tôi thử thêm một phát nữa anh em ạ. Rồi ôi, 26, rồi ôi. Rồi ôi, 30 anh em ạ. Mọi người đều chỉ cần có một mẹ anh em ạ. Đấy, để lại một con được. Đấy, vui vẻ nhá các em. À, lợn. À, thế nhưng mà lợn hơi ít nhỉ. Tôi sẽ làm một cái rương anh em ạ. Tôi làm một cái rương ở đây để tôi để đồ ăn cho lợn lủng cái thứ, đúng không? Sau này mình còn cho lợn cái thứ ăn nhanh hơn chứ. Lúa này. Lúa này, cái hạt giống này là chó ấy này. Lúa này là chó ấy này. Ngựa thì nó ăn tí nhỉ. Mà thôi kệ đi, đừng cho ngựa ăn đi các bạn. Nó ăn thì rồi nó chơi nhau, nó hỏng hết cả xương của tôi mất, không được. Rồi, tôi tìm cách tôi thanh toán nó ngựa ấy. Ngựa nhá. Đấy, nhớ đừng có mình để cái rừng đâu nhỉ, để cái rừng ở đâu cho đẹp anh em nhỉ. Đây đi vậy. Rồi, hộp quà cho các bạn động vật. Cho cừu với lợn ăn cái các bạn. Rồi, 27 cái luôn, cho bọn nó ăn tới chết luôn anh em ạ. Ăn nhiều quá xong bị trướng bụng lên chết luôn. Ăn đi các em ơi. Ô, tôi nhận ra là có đến 2 con trắng rồi này. Rồi à. Ăn đi bốn em. Đấy, chơi nhau đi. Rồi, hay lắm, giỏi lắm, quá giỏi. Thằng sống này, rồi. À, tôi nghĩ là mình sẽ xây một cái ruộng em ạ. Tôi sẽ làm một cái ruộng ở đây, tôi sẽ cào một cái ruộng. Nhưng mà chung là tôi xây ruộng này tôi xây hơi kém. Thì kiểu thì tôi xây bình thường thôi, chứ mà tôi không biết là trang trí thế nào. Vì tôi chưa có lên mạng có xem thử. Về tôi thử xây thử bình thường làm sao nhá anh em nhá. Thử xây thử bình thường làm sao. Đâu ta. Không hiểu sao mà kiếm gỗ mà tôi cũng cất đi anh em ạ. Ủa, thanh kiếm vàng này được cái Unbreaking 3 cũng ngon phết nhở. Sao bằng thanh của tôi. Rồi ôi. Đấy, chúng ta sẽ thử cái ruộng làm sao nào. Đây này thì tôi biết là cách làm ruộng rất là hay. Để thử làm cho anh em xem. Không biết là anh em có thích không. Tôi mong là anh em đừng chê. Để tôi làm ở... Để tôi làm thử ở đây này. Tôi sẽ làm thử ở ngay cạnh đây cho anh em. 5 ô à? Đào luôn đây đi. Ơ nhưng mà bị vướng nhỉ? À đâu, không vướng em ạ, không vướng. 1, 2, 3, 4. Vướng à? 5. Đây mình phá này trước này. Đặt nước vào đây các bạn. Mình đặt nước vào cái ô ở chính giữa. Đó. Xong thì để tránh cái trường hợp là mình đi rồi mình tụt xuống nước cái này. Đó. Thì mình đặt cái tấm này lên. Đó. Thì có một cái khá hay là khi mình đặt cái tấm này lên thì bên dưới nó vẫn có nước nha anh em. Đó. Khá là hay. Đó. Chúng ta xong được một cái ruộng này. Ruộng này tôi sẽ trồng... tôi không có nhiều cái hạt giống này lắm nhỉ. Không có thì đi mượn của dân. Mấy anh dân hào phóng lắm. Chào Sương, chào em. Được rồi. Ruộng của mấy anh đâu rồi?
xung quanh đây có mỗi một cái ruộng này à? Có mỗi một cái ở chỗ trước này thôi à? Sao mà mấy anh nghèo thế? Sao không còn một cái nào nữa à? Sao làng anh nghèo thế? Chắc chắn là còn anh em ạ. Đi tìm. Sao mà mấy anh giấu được em? Sao mấy anh giấu được em? Rồi. Quái nào anh em ạ? Hình như là có đúng một cái thật anh em ạ. Mấy anh nghèo quá anh ạ. Mấy anh quá nghèo anh ạ. Anh quá nghèo. Đồ nghèo nan. Rồi. Đây các bạn, nó có một cái nữa cũng khá là hay này. Tôi ấy cho anh em xem này. Đó là cái xương à. Xương này là xương tay, xương chân thế chứ mà không phải là chú lừa của tôi nhá. Đây. Khi mà anh em đặt vào đây này, nó lớn lên đó. Đấy, và thu hoạch được luôn. Hả? Ê. Rồi. Thì là cứ ba cái bột xương là mình sẽ làm nó lớn lên đó. Là mình sẽ là thu hoạch được và mình sẽ lại có thêm hạt giống. Đó. Rồi ôi. Rồi. Đấy. Mà hình như có hai cái sao ấy? Tôi thấy có chỉ cần có hai cái các bạn. À tùy. Thì tùy cây anh em ạ, tùy cây thì nó có cây thì đây này, thì mình muốn làm cái bone meal thì mình cứ đặt cái xương này vào này thì mình sẽ nghiền cái xương ra đấy. Nói là nghiền cái xương này là nghiền cái xương tay xương chân nhá, chứ mà không phải là nghiền chú lừa của tôi nhá. Tùy cây anh em ạ, nó có cây thì chỉ cần 2-3 cái. Được chưa nhở? 2-3 cái là còn thiếu một cái anh em ạ. Hai lăm cái đủ rồi. Hay làm cái thừa một cái ha. Rồi. Rồi. Đẹp quá. Xong được cái ruộng lúa này. Để chúng ta sẽ đến ruộng cà rốt. Từ từ tôi múc nước anh ạ. Tôi múc nước á. Rồi. Sắp tối rồi. Anh ơi. Chúng ta còn đặt từ lúc cái như này nè, đặt. À thôi. Thôi. Không nên anh em ạ. 1 2 3 4 5 6. Đảo đây này. Chốc quá tôi đặt cái khác đẹp hơn. Ê, chốc đặt khác đẹp hơn cơ. Đặt đuốc không quái xấu đúng không? Đấy. Đấy là cho cà rốt. Ơ, vì sao cái tấm này thì bị ngang là? À, đúng mà chuẩn mà. Cái này là cho cà rốt đấy các bạn, để tôi vào tôi làm cái phát sáng cho đặt. Cái đấy là cái gì, cái đấy là cái gì, cái đấy là cái gì. Lantern đây các bạn. Đó. Lantern nó mới đẹp chứ đúng không? Ở nhà mình có thừa cái nào không? Không à? Ở nhà mình nó còn có một... Ở nhà mình vẫn còn một cái yên đấy. Để trước qua tôi đi đúng rồi. Tôi mang một cái chú lừa về đấy thì nó vẫn còn một chú lừa, nó đang bị lạc trôi ở đâu đó trong cái làng của mình. Chốc tôi mang chú về. Cái này là mình trồng cà rốt này. Sao cà rốt ít thế? Có 7. Còn giòn. Ủa ôi. Bị cháy rồi. À, hết cháy. Đừng có Reaper đấy nhá. Rồi. Rồi, tôi sẽ dùng bone meal tôi làm cho nó grow tiếp. Đấy. Hết luôn rồi. Rồi, 18 mà. Nhanh phết đi các bạn. Công nhận là cà rốt nó rơi ra khá là nhiều cái cho mình trồng. Nó không như cái ấy. Ngủ được không? Ủa được luôn này. Xung quanh có nhện mà tôi vẫn đi ngủ luôn. Tìm cái xương đây rồi. Ủa ôi. Nhiều quá. Thích. Đừng có Reaper được. Skeleton zombie nhện cái thứ gà đó. Chả là gì đối với tôi các bạn. Con nhện này thì giờ thì mình không một phát chết đó ở đâu anh em. Bởi vì là mình hết. Vì là tôi xóa cái bên ở Atropos rồi mà. Xóa rồi.
Lão nhở. Ái chà. Ô, đấy là một thằng zombie mà trước nay nó đã từng làm dân rồi đấy anh em. Anh em nhìn thấy nó đội cái nón của dân không? Khá là hay. Tôi rất là muốn chữa cho nó anh em ạ. Nếu mà mình mà tìm được một thằng nó bị vậy thì tôi sẽ chữa thử cho anh ạ, cho anh em xem. Rồi. Được bao nhiêu rồi? Được 25 đủ luôn rồi này. Ngon quá. Ai, 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 ai. Ai, đẹp, 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 đẹp. Không có ai xây ruộng đẹp như ruộng nhà tôi, chắc chắn thề với em luôn. Còn còn có loại quả còn hình như là còn một loại nữa. Còn một loại nữa mình trồng được, nó là có loại cái loại dền hay sao ấy. À có cả cái loại khoai nữa mà đúng không? Khoai và loại rau dền đấy các em ạ. Đây hình như là rau dền hay sao ấy, tôi không nhớ lắm. Mía là có cái mía rồi này. Ô, cái ruộng ấy đó này, cái ruộng cho dưa hấu nữa, đúng rồi. Chúng ta sẽ được thêm ba cái ruộng nữa, ruộng dưa hấu và ruộng ấy. Đẹp không anh em? Đẹp không? Đấy, chúng xịn đâu? Phá bớt cỏ đi cho nó đỡ rầm rà. Mình đặt ở đây không nhỉ? Thôi, đặt ở ngang ngang qua đây đi. Yeah. Hoa. Tạm thời là phá mấy cái hoa này đi đã anh em ạ. Tạm thời đã. Đây mình đào đây, mình đào đây này. Nước đâu? Đi lấy nước đã. Rồi. Rồi. Có nhện. Chào anh, chào anh. Thử xem có chết không? Không chết luôn anh em ạ. Dù tôi nhảy từ trên xuống tôi chém đấy, nhưng mà cũng không chết luôn. Căng. Nhện, nhện máu cũng trâu đấy anh em. Nhưng mà do trước là mình có cái ấy đấy, mình có cái hại đỏ chân đốt nên là mình nhanh, mình chém nó nhanh. Chứ còn thực ra nhện cũng khá là trâu. Rồi. Cái này là mình sẽ trồng cái rau dền đó. Có đủ không? Không đủ rồi các bạn. Không đủ rồi. Dùng tiếp cái ấy nè, bột xương. Đấy, tôi không hiểu sao cái bột xương thì mình dùng cái này được, cái nhưng mà mình cũng không dùng lên được cái mía anh em ạ. Cực kỳ là khó chịu nhá. Trước tôi phải đợi bao lâu thì mới được cái mía đấy. Tôi thấy là cái này để nó rơi ra được cái hạt giống thì nó cũng khá là lâu. Nó khá là giống với cái lúa anh em ạ. Rồi, 7 cái ở đây có đủ không nhỉ? Không đủ rồi. Bị thiếu mất cái à? Bị thiếu mất đúng một cái anh em ạ. Đấy. Đủ ngay. Đủ ngay, đẹp rồi anh em ạ. Đấy rồi. Đấy, anh em thấy mấy cái ruộng tôi đẹp không? Một cánh ruộng nữa, một cánh ruộng nữa thì ngang qua đây. Thế là sao nhỉ? Thế là mình để ở đây nhỉ? Nếu mình mà để được ở đây đẹp quá nhỉ? Thế mà nó vướng ở đây quá. Chỗ này nó vướng cái ruộng mía quá. Hay là để trên này đi nhỉ? Đấy, mình cứ để trên này anh em ạ. Đào đây đi này. Nước. Đi múc nước á. Thực ra thì mía nó cũng lên khá là nhanh đây anh em ấy. Thì kiểu thì anh em cứ đứng xung quanh ở cái chỗ mía này ấy. Thì là xung quanh chỗ mía thì nó sẽ được tải á. Chứ nếu mà anh em mà chạy đi xa ấy thì nó sẽ không có tải cái chỗ mía đâu. Thì anh em cứ đứng xung quanh đây một lúc thì bắt đầu thì mía nó mọc lên á. Cũng khá là nhanh thôi. Cũng không lâu cho lắm. Tôi đi vào tôi làm thêm một chút cái lantern nữa. Đó thì chung là bây giờ thì tôi sẽ cứ... Đây, đủ luôn rồi đây anh ạ, mình đủ luôn này, mình đủ luôn này. Nói chung là bây giờ thì tôi sẽ làm nốt cái này, sau đó là mình xong nhỉ. Đấy, tôi nghĩ là mình làm nốt cái này, sau đó thì mình sẽ kết thúc cái tập này ở đây thôi nhỉ. Rồi. Rồi. Mà cái này trồng cái gì nhỉ? À, khoai. Khoai, rồi ôi. Khoai trông nhỏ xinh nhỉ. Ý tôi là khoai ở đây nhá. Ý tôi là đây này thì anh em nhìn thấy mấy cái lá cây này nếu nhỏ nhỏ đúng không thì nó không chiếm hết cả cái ô. Nó giống như là mấy cái này thì anh em nhìn này. Mấy cái này nó to hơn mà. Thế cái khoai này thì nó nhỏ hơn đấy.
Ý là khoai này nhá, chứ không có gì nhá. Anh em xem cấm suy nghĩ linh tinh. Rồi. Rồi. Khoai thì nó lên khá là nhanh anh em ạ. Có vẻ là khoai, có vẻ là có một loại cây, có vài loại cây thì nó lên khá là nhanh, nhưng mà có vài loại cây thì nó lên khá là chậm. Đấy. Khoai nó cho mình khá là nhiều hạt giống để mình trồng. Nó không giống như lúa và cái rau dền. Rồi, xong 4 ruộng rồi anh em ạ. Bây giờ trồng ấy nhỉ, trồng dưa nhỉ. Thật ra thì trồng dưa này thì nó có mỗi hai cái chứ ạ. Mỗi hai cái hạt giống này, chả lẽ mình làm cả cái ruộng chỉ để trồng à? Có được không nhỉ? Để tôi thử làm thử cả cái ruộng trồng xem sao. À, từ từ anh ạ. Nhưng mà cái ruộng dưa này theo như tôi nhớ là nó không như bình thường. Cái ruộng dưa này là nó sẽ bị nghiêng qua một bên anh em ạ. Nó không có như bình thường. Nếu vậy thì mình cũng phải làm nó theo kiểu là không bình thường. Bây giờ làm nào ta? Từ từ cho suy nghĩ thử tí anh em ạ. Thế vậy thì mình sẽ làm nó ở cái chỗ nhỏ nhỏ đi nhỉ. Chúng ta sẽ lấy một đoạn nhỏ nhỏ để làm cái ruộng dưa. Đây à. Không có động chạm gì đến các anh mía, đúng không? À. Không động chạm. Ok. Đặt dưa vào nào. Ô, khá là nhỏ anh em nhỉ. Ô, được luôn này. Sao ạ? Anh ra quả đi anh. Anh ra quả đi anh này. Đấy, chung là mình có một cái ruộng nhỏ nhỏ là để cho mấy cái anh đào mấy cục cái đi. Đặt lại một cục đất đấy các bạn. Đấy, coi như là mình chưa có làm gì với cái chỗ này. Đấy, chắc là đợi tí là vài ngày nữa là nó sẽ ra quả đấy anh ạ. Đấy, em thấy đẹp không? Ruộng khá đẹp đúng không? Chỗ này thì nó không có cái lantern ở. Thế này tôi cũng làm cho cái chỗ này một cái lantern anh ạ. Ở đây anh em ạ, thì cái bon meal này thì còn có thể giúp cho mình có thể tạo được cỏ nhá. Kiểu là tạo được cỏ dại thứ thế này. Thế anh em nhìn này. Đó, đẹp không? Đấy, cho xung quanh nhà mình có rậm rạp lên tí anh em ạ. Nói chung là tôi khá là thích mọi thứ nó thiên nhiên như này anh ạ. Đấy. Trời ơi, quá đẹp. Tôi không biết là anh có thích cái này không, nhưng mà tôi khá là thích mọi thứ kiểu xung quanh nhà mình, kiểu là nó có nhiều cỏ dại và các thứ như này. Đây này, nếu mà anh em mà nhìn từ trên xuống thì anh em nhìn thấy khá đẹp đúng không? Đó. Đẹp mà đúng không? Đẹp mà. Anh em hãy đồng ý với tôi bằng cách là comment đẹp mà nhá. Nè. Rồi. Ok anh em ạ. Quá đẹp. Chả có nhà ai đẹp bằng nhà tôi, thề với anh em luôn. Đấy, tôi nghĩ này cũng khá đấy nhỉ. Chứ nhiều quá thì trông nó hơi hoang tàn thế. Rồi. Đấy. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Xịn chưa? Quá xịn. Rồi đây các bạn. Rồi. Rồi. Để tôi tìm chỗ nào tôi đứng cao cao lên tôi nhòm thử xem nào. Đấy, ôi. Đẹp không anh em ơi? Đấy. Quá thiên nhiên luôn. Căn nhà quá thiên nhiên anh em ạ. Quá đẹp. Ok. Ok anh em nhá, thì tôi nghĩ là buổi hôm nay tới đây thôi anh em ạ. Nhá. Xong buổi sau thì chúng ta sẽ có những dự án mới. À từ từ, cái bon meal ấy tôi nghĩ là mình nên mang ra mình để bên ngoài anh em ạ. Vì sau này mình còn bón cho cây nữa mà đúng không? Mang ra mình để bên ngoài đi. Mang vào trong hòm cất làm quái đúng không? Đấy, cất xương sẩu với các thứ ở bên ngoài. Hạt giống này. Hoa, thôi hoa thì cứ mang vào đi. À thôi hoa thì tôi cắm luôn đúng không? Cắm luôn cho đẹp. Đấy, cho hai bông hoa ở đây cho đẹp này.
hãy cho một bông ở đây ấy, cho các anh lợn để các anh ấy chán thì các anh ấy còn là có thứ để các anh ấy gửi anh em ạ, gửi ấy hả? Ok, ok anh em nhá, thì tập hôm nay tới đây rồi anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em buổi sau nhá. Anh em mà thấy hay thì nhớ like và nhớ subscribe cho tôi nhá. Mà nếu mà anh em mà xem đến tận đây chắc là anh em cũng đã subscribe rồi đúng không? Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Yêu anh em. Bye bye anh em.